33 thiên, ngày 33. Ồ, hóa ra là như vậy. Hãy nghe và nhắc lại cách nói này bằng tiếng Trung. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Học ở đâu? 在哪儿学习? Học tập lẫn nhau. 互相学习. Từng nghe nói qua Quế Lâm. 听说过桂林. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Chính là chị ấy dạy đấy. 就是他教的. Không phải là ở. 不是在. Không sai, có điều. 没错,不过. Giáo viên của hội quán Tam Thế. 三是会馆的老师.